giá cá niên hoặc địa chỉ mua cá niên được nhiều người quan tâm sau một lần thưởng thức loại cá này. Thiên nhiên xứ Quảng và tạo hóa đã ưu ái cho người xứ Quảng rất nhiều đặc sản độc đáo mà không thể tìm thấy ở những vùng miền khác. Cá niên vừa thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng lại được khai thác 100% từ nguồn thiên nhiên nên được nhiều người ưa chuộng. Cùng chúng tôi tìm hiểu về cá niên chi tiết ở nội dung về đặc sản Quảng Ngãi hôm nay nhé. Đầu tiên giá cá niên Quảng Ngãi đắt không, cá niên, đặc sản Quảng Ngãi mà ai cũng muốn thưởng thức một lần khi đến thăm thú xứ Quảng. Món cá niên của người dân Quảng Ngãi được khai thác 100% từ thiên nhiên Loại cá này có giá trị dinh dưỡng và vị ngon đặc biệt, nên giá cá niên cũng khá cao 0,5 kg cá niên rơi tầm nửa triệu đồng vào các thời kỳ cao điểm Về đặc trưng của cá niên Cá niên thường sinh sống ở con suối, thác nước chảy xiết, nên chúng thường thích nghi và có thể bơi ngược dòng Chính những đặc điểm này đã tạo nên thịt cá niên có độ chắc, nước suối sạch, cá chỉ ăn trong rêu nên cá niên cũng thơm ngon, không tanh và nhiều chất dinh dưỡng, cá niên có thân dẹp nhìn thoáng qua sẽ có nhiều nét giống cá chép, tuy nhiên, con lớn nhất của cá niêm cũng chỉ dài chừng 20 cm, quanh miệng sẽ mọc vi đỏ, thân cá có màu trắng bạc, phần lưng trên sẽ có màu đỏ, đặc sản Quảng Ngãi này còn có giá trị kinh tế khá cao mang lại thu nhập cho người dân xứ Quảng. Tiếp đến là các món ngon được chế biến từ cá niên xứ Quảng, cá niên ngon và sạch, dai và béo, hương thơm đặc trưng. Cá niên ngon từ phần thịt cho đến phần ruột cá. Ruột cá có hương thơm đặc biệt, khác hoàn toàn với các ruột của những loại cá khác nên giá cá niên tương đối cao người dân xứ quản chế biến cá niên đa dạng với nhiều cách khác nhau sau đây là các món được chế biến từ cá niên đầu tiên là cá niên nướng cá niên nướng than củi tự nhiên than được thu hoạch từ việc đốt củi tự nhiên nên cá khi nướng lên cũng có vị thơm lừng cá niên có thể nướng tươi hoặc ướp với một số gia vị sau khi nướng chín dậy mùi thơm thì ăn kèm với nước mắm tỏi ớt và một số loại rau mùi kế tiếp là mắm cá niên với những chú cá niên nhỏ sau khi khai thác sẽ được chế biến thành món mắm cá niên chúng cũng tương tự như mắm cá cơm và một số loại cá khác mắm cá niên có thể dùng trong các món bún, làm nước chấm hoặc ăn kèm với thịt luộc. Mắm cá niên là loại đặc sản Quảng Ngãi được mua về làm quà nhiều nhất hiện nay. Kế đến là cá niên nấu canh chua, mùa xuân và mùa hè tiết trời đẹp, măng non cũng mọc nhiều. Người xứ Quảng thường thu hoạch măng non, đem muối chua, sau đó đánh bắt cá niên và mang về nấu canh. Canh măng chua cá niên vừa thơm ngon lại kích thích vị giác tốt. Tại các nhà hàng hoặc quán ăn của Quảng Ngãi về mùa xuân và mùa hè đều có món canh chua cá niên. Cuối cùng cá niên nấu rau răm, ngoài món đon xào ăn kèm với rau răm, thì người xứ Quảng còn có món cá niên nấu rau răm. Món ăn này thường làm dậy hương thơm của vị cá tốt hơn. Rau răm cũng được dùng để ăn kèm với canh măng chua cá niên và cá niên nướng muối ớt. Đến Quảng Ngãi nên tìm các nhà hàng hoặc quán ăn có bán cá niên để trải nghiệm. Ngoài ra, nên mua cá niên về làm quà cho người thân và bạn bè. Hiện cá niên không chỉ được bán ở dạng tươi mà còn chế biến và đóng gói với nhiều hình thức để du khách tiện cho việc mua về làm quà. Hy vọng những thông tin được top 5 Quảng Ngãi tổng hợp và biên tập sẽ giúp ích được bạn trong quá trình tìm hiểu giá cá niên Quảng Ngãi. Nếu thích thì like. Hay thì xe bạn nhé.